rằng ở đó sống nhân diện đây, bà mẹ sẽ chỉ dạy cho con nó những kỹ năng sinh mới cần thiết cho cuộc sống tuần hành sau này. Bà mẹ ngắm nghía trận địa con vật, sau đó nó mấy con sư tử, mấy con báo con cũng tập tè ra tấn công và bị tinh lửa bắn để chạy. Wow, nhiều bạn trẻ kia đấy. Bà mẹ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Wow, nó dọc hồn báo con. Thank you.